Ok, xin chào các bác đang ghé thăm cái kênh Chim Cú Gáy Hay và con giống chuột lang đã được chăn nuôi như thế này. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là nó ăn cả lá ngô. Đấy, lá ngô và ăn cái ngô ngô nghiền này này. Thì đây là những con mà mình bắt ra đây để mình chuẩn bị xuất bán giống cho các bạn. Thì các bạn thân mến là các bạn cái con này thì nó ăn các loại rau, cỏ. Ví dụ như là cái cỏ sữa đây cũng được này. Đây mình trồng một vài sào là các bạn có thể nuôi được hàng vài trăm con luôn. Cỏ sữa này nó có nước nên là nó sẽ không uống nước đâu. Thì hôm nay mình sẽ bắt một chút lên đây để mình chuyển cho khách hàng. Đấy, thì những con như thế này là những con giống. Thì chúng ta trước khi bắt thì mình sẽ đánh dấu là con đực mình sẽ đánh dấu vào và con mái mình sẽ đánh dấu vào. Thì các bạn sẽ cho lên đây. Đây là những con mái mình bắt riêng ra các bạn nhé. Đây là con mái và ngay sau đây mình sẽ làm cái clip mình chuyển cho ba khách hàng ở ba tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Hải Dương. Đấy, thì mình tên là Thao, số điện thoại để các bạn tư vấn về nuôi và đặt mua con giống là 033 5305982. Đấy, thì mình sẽ bắt tạm ra đây để tí nữa mình sẽ đánh dấu và mình sẽ làm trên cái sân của cái logo Chim Cú Gáy Hay của mình đó các bạn nhé. Đây là những con có thể là những con nó màu vàng, màu trắng, màu đen, màu nên là tam thể nhị thể đấy. Đấy, thì mình vừa làm vừa quay ra là cái video nó sẽ nắc nư một chút, các bác phải thông cảm bởi vì mình chia sẻ. Con này thì các bạn đừng cho ăn dưa hấu và đừng cho ăn dưa chuột nhé, nó lạnh bụng nó sẽ đi ngoài, về cơ bản nó không uống nước đâu. Nếu như các bạn cho ăn cỏ voi thì gần như nó không bao giờ uống nước. Đấy. Đó, em này đen xì rất là đẹp. Giống này một số cái nhu cầu của thị trường thì các bạn có thể biết là giống này nó là một làm trong nhóm thú cưng. Ví dụ như bác Tuyên này là bác sinh năm tuổi Tí là bác phải nuôi một con một gia đình chuột, hoặc là những ai có nhu cầu nuôi để người ta làm thí nghiệm ở bên tiêm thuốc đấy, nghiên cứu về thuốc ung thư nọ kia, hoặc là người ta có thể nuôi để thịt. Ông chú Dũng xách lên cho các bạn. Rồi, ok. Lên trên lên này để thực hiện cái clip và chuyển đi ba khách hàng ba tỉnh. Cái này thì mình chuyển Bắc Trung Nam đầy đủ hết nhá, qua các hệ thống văn phòng ở Hà Nội và bến xe miền Đông luôn đó. Thì mình cho lên trên này để gửi đi cho các bạn, và khi gửi đi thì mình có bỏ cả thức ăn vào trong đó và mình sẽ bảo bộ phận văn phòng sẽ đảm bảo tuyệt đối cho các bạn là không để thất thoát đổi trác hay là chết chóc gì đấy. Thì cái video này thì mình thực hiện hôm nay là ngày 24 tháng 11 nha các bạn nhá. Các bạn cần tư vấn về cái loài này thì mình sẽ tư vấn và cung cấp con giống cho các bạn. Đấy, thì hôm nay là đây là mình chuẩn bị cả những cái thức ăn là những cái cỏ sữa đây. Từ bao vì thì cỏ sữa, cỏ bò sữa. Mỗi một cái hộp này mình sẽ nhét vào một chút. Đó, thì cái thông tin là như vậy. Còn nếu mà các bạn quan tâm đến cái kênh của mình thì các bạn có thể theo dõi vào cái thông tin ở trên cái bảng đây. Đó, xin mời các bạn theo dõi cái quy trình mình gửi hàng và bán hàng như thế nào cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc nhá. Đấy, báo cáo các bác ở đây này. Đấy, các cầm nhìn đấy. Đấy, đang ghi hình rồi. Bây giờ là phải cho cái thức ăn nó vào. Cho thức ăn nó vào thì sẽ được. Không, cho cỏ nó mềm. Cỏ mềm. Đi sát ở đây mà quay tự nhiên, quay cái đàn này. Cầm hạt vào. Các bác biết mà. Đấy, cầm cái này nhìn thấy là được. Ông khôi, ông khôi quay luôn. Thật ông nhìn quay. Nó hình vậy. Em đừng quay vào tay. Đây. Mình phải cho cỏ vào đây để cho nó ăn ở trên đường các bác nhá. Các bác theo dõi kênh của đồng chí Thao thì là chuyên chuyển chuột và chim chuột, đà điểu nữa. Đấy, các bác xem là đây là ba đơn hàng. Có bác nào có nhu cầu lấy vỏ trứng nữa thì cũng alo nốt nhé. Vỏ trứng đà điểu. Vỏ trứng đà điểu. Để làm khắc họa, vẽ tranh gửi đi nước ngoài. Mỗi một lần này là phải gửi cả cỏ đi thì nó mới ăn uống, nó mới khỏe. Cỏ này nó có nước mà, trong cái cỏ này nó có nước chịu được.
chịu được. Cơm gạch thì cái giống chuột khoang này nó cũng dễ nuôi thôi, ăn cỏ, ăn lá ngô, ăn quay, ăn sẵn thì đây ông quay vào đây. Đang quay vào đây rồi. Quay sát ngồi xuống, quay thực tế, quay nhìn vào màn hình thì lét ra được. Đấy. À, nghe không? Đó, ok. Thì báo cáo với các bác ở đây là những con này là mình trước khi chuyển thì mình đánh dấu cái màu sơn đỏ này là con đực. Đấy. Thì con đực này thì mình sẽ gửi cho các bạn. Ví dụ như là cái khách hàng ở đây thì đấy. Khách hàng ở đây là 0399936 292 về xã Phúc Sơn, Chiêm Hóa, Tuyên Quang thì mình sẽ gửi cho bạn ấy một con đực Tuyên Quang. Đấy. một con đực một cái bạn này. Đây là con đực thì là đầu đỏ, con đực đầu đỏ đây, đây là con đực này. Đấy. Mình chuyển con đực, chuyển con đực đó, con cái đây, à đâu, con cái đây. Con cái nó không có màu đỏ. Đấy. Bên này là cái lồng, bên này là cái này. Quay sang bên này là đấy. Đấy là cái kênh của mình ghi trực tiếp cho các bác xem. Đấy, như bạn này là lấy một đôi, bạn này bạn chuyển khoản rồi. Đấy. Mình để cả cái nỗ thở đây cho nó. Tem nữa. Ở cái cửa này thì mình cũng phải dán niêm phong cửa vào để cho các bác biết là nó không có khui ra đổ rác để ảnh hưởng. Thì mình gửi thế này nè, với cái đơn hàng này của mình thì nó bao gồm cái thông tin là số điện thoại và đã chuyển khoản mua hai con chuột và bên mình trả cước cho các bạn nhé. Gửi xe Tiến Duyên, đây là cái thông tin của bên mình đó. Thì tiếp theo là đây là cái đơn này thì đây này là mua hai đôi số điện thoại là 0987088093 gửi về Hải Dương nha các bạn nhé. Đó, gửi về Hải Dương. Đấy, tôi quay cho nó rõ. Đó, rồi quay xong chuột đi luôn. Chuột đây. Con đầu đỏ đây bắt đi. Cái này là hai đôi. Đây, con đầu đỏ đây. Đấy, đấy. Nó đấy. Thì đây đầu đỏ đấy. Ơi, đang quay kia, em cầm cái máy quay em quay được. Đầu đỏ đấy. Nhắm thoải mái không chết. Cái này là nó không biết cắn. Không biết cắn. Nó không có răng. Đây nhá. Các bạn nhá. Ví dụ như con này là con cái này. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái bộ phận sinh dục của nó như con ấy thôi. Đó. Nó con cái nó không có răng. Ông này bảo là như người chết gì. Chết. Đây. Thì hôm trước mày cứ mẹ cứ sinh dục của nó, tao bảo cái con cái con không có răng. Thế nào người ta xem người ta sửa. Chả thế à, cứ văn hoa Sài Gòn. Hai đôi hai đực. Một đực hai đực. Một cái, đâu một cái nữa. Một cái không có dấu. Đây. Đây này. Hai đôi. Vào lấy thêm tem nhé. Quay cầm máy quay tử thế và đi vào lấy tem đi. Đây. Em đây. Đây là hai con, đây là một, hai là bốn con, hai đôi. Em
đang để kia một đống. Xong hai đợt chuột còn phải chia nhau quá. Đây này, đây ba đôi đấy, ba con đầu đỏ đấy, đây nhá, con đực nhá, các bạn nhìn nhá, tim to như ống điếu, thấy chưa đấy, thấy chưa loài ra chưa, các bạn kiểm tra được ông rõ nhìn chim chưa, loài ra chưa, con đực này mình đánh dấu đầu lòng luôn này, chim nó loài lên ngay to chim chó như của chị con luôn. Hai đôi, ba đôi, 4 đôi, 5 đôi, 6 đôi. Đúng rồi. Đấy là hai con đấy. Con là một đôi. Thế còn lồng cái này, cổ này nữa. Đây là 2 đôi. Chẳng thiếu đâu một con. Còn con đây trong này. Ở đâu đủ rồi. Chuẩn chuẩn chuẩn. Đây còn gì? Đây, chả có dư. Dư để mà hỏng à? Đây là một đôi, đây hai đôi, ba đôi, tổng 6 đôi. Đúng rồi. 6 đôi là đúng rồi đi nhá. Ba hộp này là 2 đôi à? Ừ, chỗ này là ba đôi, mỗi đôi mỗi một hộp là. Ừ, chỗ này một con, đây là một con, chỗ này 2 con. Chưa giả lận. Xong chưa? Bán này lỗ vốn đấy chứ sợ. Xong rồi gì? Chưa, cứ ghi hình đi ông. Sao lúc nào kể đi. Mẹ bao nhiêu năm nhiếp ảnh. Mình phải cho cái đường thở nó rộng ra chút để cho nó thoải mái các bạn nhé. Cái loại này nó không chui đâu, mà xé cả hộp là nó chạy chạy. Nó chỉ trên ô tô thôi, đi đâu rồi. Thế vào làm cái giấy của anh Khương để ra đây đi. Để tắt thế về là chia nhau. Báo cáo các bác là như vậy, em cứ phải thực hiện những cái clip để cho các bạn biết đấy, thì trên cái kênh này của mình thì các bác có thể là thông tin ở đây các bạn mua con giống chuột, tư vấn kỹ thuật và mọi chi tiết các bạn vừa liên hệ cho mình. Được. Không được phải. Tiền. À, ông khôn đấy. Để đó ông khôn đấy. Ông khôn kéo vào đấy. Đi gửi luôn, gửi cho Khương cho cái. Gửi Khương văn phòng của Mỹ Đình gọi báo luôn. Báo đâu có chủ động, ông gửi đi các ấy. Đó, thì là như vậy là mình đã những cái đơn mà xảy ra ở giữa ngày thì mình vẫn phải chuyển cho các bạn, bởi vì nó đảm bảo về cái giờ xe đi và đảm bảo cái hứa hẹn với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên,
Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcuagaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm Chim Cua Gái Hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982 0989 177 982 với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.